Em đồ gỗ Mỹ Nghệ Trường Minh Hải Phòng xin kính chào tất cả các bác. Chúc mọi người có một buổi tối, hôm nay là buổi tối ngày thứ ba tuần mới mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn luôn dành thời gian cũng như là công sức để mà sưu tầm cũng như là theo dõi em Minh trong suốt thời gian qua. Bao nhiêu năm lo cả một quá trình xuyên suốt. Nếu anh em nào mới biết em Minh thì em không nói, nhưng mà những anh em nào biết em lâu rồi thì sẽ biết tôi làm một quá trình xuyên suốt gần hàng 30 năm rồi, có nghĩa nó phải rơi vào tầm khoảng gần chục năm em làm nghề rồi. Từ khi em bắt đầu bán cái đồ Mỹ Nghệ trên YouTube này là phải có nghe chục năm rồi mọi người ạ. Nếu anh em theo dõi thì lâu sẽ biết tầm chục năm, và sau cái quá trình chục năm ấy thì em mới đúc rút ra một kinh nghiệm là đồ bán cho anh em mới càng ngày càng phải rẻ. Anh em mới mua. Và bây giờ thì sao mọi người, với đồ gỗ bây giờ năm nay là nó cũng hơi em cảm giác năm nay kinh tế cũng không phải là kém như năm ngoái, thậm chí là khi là chúng ta đã quen với cái việc khó khăn của nền kinh tế là nhiều khi em thấy là nó lại thấy bình thường, nhưng mà đồ gỗ năm nay cảm giác thì nó lại đuối hơn năm ngoái. Năm ngoái em vẫn cảm thấy nó khá là ok, nhưng năm nay cảm thấy khá là đuối. Thế em ạ, biết anh em thế nào? Đấy. Thì tôi trước khi vào clip thì mọi người hãy dành một phút, một chút thôi mọi người, em xin mọi người cái gì kiểu ạ, em chỉ xin mọi người chỉ dành cho em một nút like thôi. Một nút like thì mọi người rất là đơn giản, anh em xem clip thì có một nút like, em ấn một nút like để ủng hộ em một cái, ủng hộ em mình một nút like thôi mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, không mong gì hơn chỉ xin anh em ấn một nút like. Và ai chưa đăng ký kênh xem clip thì nhớ đăng ký kênh của em mọi người nhé. Em tên là Minh, em ở Hải Phòng, số 97 Dương Đình Nghệ, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng. Đấy. Ok, thì em sẽ đi vào cái clip luôn. Thì một trong những cái dòng gỗ Việt Nam mình rất là ok, đó là gỗ cẩm, cẩm Gia Lai. Thì em đang giới thiệu mọi người một chú nhất mã rất tuyệt vời nhá. Một chú nhất mã được chế tác là hoàn toàn bằng nguyên khối trên một cái gốc cẩm. Anh em nhìn vân thì thật sự anh em nó đỉnh cao hơn, đỉnh cao vào chất vân, đỉnh cao anh em ạ. Anh em ngắm đi, anh em ngắm đi, một trong những cái sản phẩm rất đẹp, từ cục phôi gỗ đến đường nét đục đều rất là ok mọi người nhé. Phôi thì sự đây là cục cẩm xuất sắc, anh em có thể cảm nhận xuất sắc và nét đục cũng khá là ok luôn. Đó, giá cả thì thực sự mọi người là cũng là giá làm bán và giá hợp lý thôi anh em ạ. Và mọi người lưu ý giúp em là hàng hoàn toàn là nền nguyên khối. Bên ngựa bên em mình không hiểu, hầu như sẽ không mở làm chắc mọi người ạ. Còn ví dụ như con nào chắc thì em sẽ bảo mọi người có thể cao 45 này, cao 45 này, rộng 26 này, và độ dày là 12 phân. Cao 45, rộng 26 và dày 12 phân, gỗ đặc xịt anh em nhé. Gỗ này là gỗ đặc 100% luôn, nên mọi người yên tâm về chất lượng phôi. Gỗ đặc không có bọc thủng mọi người nhé. Gỗ rất là ok, gỗ cực kỳ ok, và thứ hai là đục cũng rất là đẹp, giá thì cũng hợp lý thôi. Bây giờ ta sẽ đi vào và ngắm cái chi tiết của cái cục phôi này cho anh em ngắm cái chất cẩm. Anh em thấy nhìn này, đây là cẩm Việt của mình mọi người nhá, gỗ cực kỳ đẹp luôn, đây này, cực kỳ đẹp, gỗ thì xuất sắc luôn rồi đấy, gỗ xuất sắc luôn anh em nhé, xuất sắc luôn, đó cực kỳ chất lượng luôn. Đó, anh em nhìn vân, đường vân thớ gỗ này rất tuyệt vời luôn. Cái này là cái vân chỉ đen của nó mọi người, tự nhiên của nó nhé. Đấy, mẫu ngựa cẩm rất là đẹp. Anh em chỉ có mỗi một chú này thôi. Gỗ cẩm làm khó lắm mọi người, gỗ cẩm to, cái này được cũng gọi là hàng to ấy, thì nó sẽ kiểu là nó hơi hiếm gỗ, và kiếm được những cái cục đặc, xong là cái vân veo nó đồng đều này cũng khá là khoai anh em ạ. Nên là mọi người mà ngắm cảm thấy hợp lý thì mọi người múc ngay nhá. Đó, mỗi một tác phẩm này thôi, một bức duy nhất thôi nhá, không có nhiều. Gỗ
Ồ thì tuyệt vời luôn. Cân đối hài hòa. Em giao lưu mọi người mức ngựa cẩm là giá 2379 mọi người nhé. 2379 giá hợp lý đấy mọi người ạ, vì gỗ cẩm nó cũng đắt. Gỗ hương thì con này nó rơi vào tầm cũng phải đâu đó tầm khoảng 1 triệu 9 rồi. Mọi người ạ, gỗ hương thì con này phải tầm 1 triệu 9 rồi. Thì còn gỗ cẩm thì em chỉ lấy thêm tiền gỗ thôi. Có tiền công cũng như nhau mọi người nhé. Tiền công như nhau. Mặc dù gỗ cẩm hiện tại là đang phải bỏ cái số tiền mua phôi đắt gấp đôi gỗ hương. Thậm chí là hơn cả gấp đôi cơ. Đấy. Mà giá mọi người mua là cũng rất là hợp lý rồi. 2379 anh em yêu cẩm, yêu cái vân đẹp thì bê nhé. Một em duy nhất rồi. Tứ diện đều rất là ok luôn. Đó. Tuyệt vời nhé. K45, K45 mọi người nhé, nó không quá to đâu. Không quá to nhưng cũng không quá nhỏ, một kích thước vừa phải. Hài hòa. Ok, để em bê xuống một nhé. Một chú duy nhất của cậu. Hiện tại còn gỗ hương thì trên xưởng thì còn một foil, hai foil gì đó. Còn gỗ cẩm thì là hết rồi. Cẩm là hết rồi. Tiếp theo nên giới thiệu cho mọi người một tác phẩm nhất dương. Được chế tác trên chất liệu đồ gỗ hương ta Gia Lai. Hàng cũng đục liền. Nói chung bức này thì rất là ok mọi người ạ. Đồ gỗ hương nhìn rất đẹp. Thực ra nếu mà mọi người chơi thì vừa vừa thì chơi gỗ hương là ok mọi người. Đây. Anh em cảm nhận giúp em nhá. Anh em cảm nhận giúp em đúng rất là kỹ. Thường thường anh em đi mua dê là mọi người cũng không bao giờ để ý đến cái vấn đề là cái dáng dấp. Cái dáng dấp cũng như là cái độ cân đối của sản phẩm. Anh em hầu như là không để ý cái vấn đề đó đúng không? Đấy, nhưng mà mọi người thể nhìn thấy bên em được một tác phẩm dê này, nó rất là cân đối. Đó, rất là cân đối giữa phần bên trên và phần bên dưới, phần dê và phần bao kiền, đến người dê, độ dài của lưng, đầu, chân, tay, tất cả sừng xiếc đều cố gắng làm sao nó cân đối nhất, nó không bị thừa và không bị thiếu. Em mọi người nhìn này, đó mọi người thấy chưa? Và cái sản phẩm này là đục liền mọi người nhé, đục liền được trên một cái rễ hương ta Gia Lai. Chỗ này nó có điểm một số những cái mụn nu ở đây và một số cái mụn nu ở đoạn này, mụn nu ở đoạn này và mụn nu ở đây, có rất là nhiều mụn nu và hàng không có lỗi vết, không có lỗi vết đâu mọi người nhé, hàng không có lỗi vết. Gỗ thì rất là đẹp bởi vì hàng rễ bên dưới đặc nhé, bên dưới gỗ đặc xịt 100%, bên dưới đặc xịt 100%. Cao 43, rộng chiều rộng là 24 và độ dày dày 15. Cao 43, rộng 24 và dày 15. Gỗ rất tuyệt vời, gỗ rất tuyệt vời mọi người nhé. Đảm bảo chất lượng gỗ thì không chê được nhé. Chất lượng gỗ, chất lượng phôi, tất cả mọi thứ đều cực kỳ ok. Đẹp tuyệt vời luôn. Mà giá cũng rất là phải chăng nha mọi người luôn. Giá cực kỳ phải chăng. Anh em nhìn này. Đó, chất lượng phôi. Đây mọi người, những cái đám này, đám nu đó, vì hàng gốc rễ mà nó sẽ có những cái mụn nu này đấy, nhưng anh em sẽ nhìn thấy là gỗ cực kỳ luột, rất là luột. Còn đây em chặt vải gấm này, chặt vải gấm đầy đủ luôn. Con này là trong cái lô dê là ngoài con này hoàn thiện sau cùng là con này này đấy, rất kỹ nhá. Hương ta Gia Lai này, gỗ đặc, đặc gỗ mọi người, gỗ đặc luôn nhá, hàng cắt đi đặc lên. Đây là những cái chấm lưu, cái chấm lưu mắt lưu đấy. Đó. Bước này giao lưu cho mọi người giá cũng rất là hợp lý thôi nhá.
giá cũng cực kỳ hợp lý, anh em nghe là cảm thấy nó ok rồi. Thứ nhất là hàng đẹp và thứ hai là chất gỗ ok, sau thứ hai là giá cả nó cũng mềm mại phải chăng, mọi người phù hợp túi tiền mọi người, em nghĩ anh chơi được, đục cũng kỹ nhá mọi người nhá, hàng này là hàng đục kỹ rồi đấy ạ, chứ không dám nói nhận là hàng nghệ nhân đâu, nhưng mà chắc chắn là rất là kỹ và đẹp rồi. Giá là 1680 không ship anh em nhá, anh em cảm thấy ok là múc luôn đi ạ. Đấy, giá phải chăng lắm, hợp lý. Và chất gỗ chất phôi thì là đây hàng tuyển chọn phôi rồi, tuyển chọn phôi của mình. Đây là con dê cuối cùng trong cái lô dê là người thợ hoàn thiện sau. Đấy, chứ còn bình thường là hôm nọ em có mấy con này em bán hết rồi. Đây, em lên cho mọi người một cái sản phẩm này. Bức này thực ra em để rất là lâu rồi, rất là lâu rồi. Đây, một cái bức chắc rất là to anh em. Chắc đen, đỏ đen, nhưng mà thực ra bức này đen nhiều hơn đỏ. Và bức này rất là to. Bây giờ kiếm được những bức chắc như này cũng khá là khoai đấy anh em ạ. Đây em sẽ lật sơ cái phần đế cho mọi người nhìn. Cái đế này nó cong cong đây anh em nhìn. Đây. Anh nhìn cho nó cong cong. Đây là chắc Việt của mình, nó cong cong. Cái này được người ta gọi là đế đặc rồi, đế này gọi là đế VIP này. VIP lắm rồi mọi người, đế này gọi là VIP lắm rồi, nếu không bình thường là không có đế này đâu. Đây. Đó. Và lưu ý các bác là toàn bộ cái sản phẩm này đục là điền nguyên khối, cái này để lâu nó bụi. Đục điền nguyên khối 100% luôn. Anh em hình dung đây là cả một cục chắc rất là to và dày dặn. Anh em chọn đều là chắc thừa, chắc VIP hết, xong đó mình đục hết. Đấy. Đây là full mờ đấy nhé, mờ tịt tịt tin luôn đấy, mờ tịt tịt tin luôn, còn vít chắc vít mọi người. Cái này 35 này, cái này chiều rộng là 35 này, chiều cao nó rơi vào tầm khoảng 25 và độ dày cũng rất là dày, chiều dày nó lên đến 25 phân các bạn, cái chiều dày đến 25 phân cơ mà. Đây này anh em nhìn này, đó, nhiều gỗ vô cùng luôn. Các bác nhìn cái chỗ này chúng ta sẽ thấy là nó đen đúng không? Nhưng thực ra nếu anh em về anh em cảm nhận nó sẽ thấy được, xoay kỹ chúng ta sẽ thấy nó rất là nhiều màu đỏ. Đây, em sẽ như này cho mọi người dễ hình dung nhất này. Mọi người sẽ thấy ánh đỏ, sụn đỏ rất là nhiều. Cái sụn đỏ rất là nhiều đây, để quay sát máy không? Chỉ cần quay sát anh em nhìn thấy vân được ngay mà. Đây này, mọi người có nhìn thấy những cái này là những cái sần sụn này. Vân đỏ vẫn có này. Thế ta nhìn thì nó nhìn kỹ mới thấy được. Đấy, chứ không phải là đen xì nhé mọi người nhé, không phải đen xì đâu. Đấy, anh em nhìn thấy, thấy đỏ này. Đấy em thấy đỏ chưa? Mọi người thấy ánh đỏ lên không? Đó. Chúng ta nhìn thì thấy tưởng nó đen đúng không ạ? Thì nghĩ là người ta sẽ làm màu hoặc là phun màu vào cái sản phẩm, nhưng không phải đâu. Cái chắc này là em đều tuyển chọn gỗ hết. Đấy, và nó đều có lên đỏ hết mọi người ạ. Đây phần dưới này nó rõ nét hơn này. Đấy, cái phần này là đấy. Đấy. Nhìn thì chúng ta tưởng đen không phải đâu, nó là nó đều ánh đỏ hết. Đây là một cái chắc Việt của mình nó sẽ như thế. Và đục niền từ trên đến dưới niền hết và gỗ đặc. Gỗ không bị bọng thủng. Rất là to đấy. To lắm đấy. Bước này thì giao đi mọi người giá là 2,5 đồng mọi người nhé. 2,5 đồng bởi vì mọi người hình dung cái giá này cũng rất, em cố gắng rất là hết sức để mọi người cái giá êm lắm này. Bởi vì nó quá là to và dày gỗ, cố gắng hết sức 2,5 đồng mọi người nhà, anh em nào yêu thì ủng hộ nhé. Bởi vì tất cả đều có ngà hết nhé, đều có ngà hết, chưa gắn đâu, chưa gắn ngà, chưa gắn ngà nhưng đều có ngà hết. Tiếp theo em mình nên giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm này. Bước này đây, cái này thì ra em bán rồi, khách là xoay không thì lấy bức khác. Bây giờ hôm nay em sẽ phải đưa lên cho mọi người ngắm, bức này rất là đẹp và gỗ này đặc luôn, đặc lạc luôn. Cuốn ni lông là khách chốt rồi, và anh chuyển sang anh lên khác, nên là cũng rất là bạc. Chuyển sang cái đấy cái pho to hơn,
Người để em chút em giữ này nhé. Bức này nó đang lên dầu, đang lên dầu bóng lư luôn, rất là thơm, cực kỳ thơm luôn mọi người ạ, thơm dã man luôn đấy, thơm dã man luôn thật, mở ra nó thơm nông nàn luôn, to lắm nhá. Bức này được cái là rất là cân đối và to, xong cái phần bệ bên dưới lại đặc, cái đằng sau này nó cũng đặc xịt 100% luôn, nhiều gỗ lắm, mà gỗ nó luột này. Cái này chiều rộng lên đến 68 phân mọi người. Cái kích thước từ đoạn này này mà ra đoạn này này anh em lên đến 68 phân. Em đo chiều cao này. Chiều cao nó rơi vào tầm 33 mọi người ạ, cao 33 phân đấy. Và chiều dày cũng rất là dày. Dày 30, dày 30 mọi người nhá. Gỗ thì sẽ cam kết đấy mọi người là nó đục liền 100% luôn. Đục liền 100% luôn, nó không có bị vá víu gì đâu. Không có vá víu gì, gỗ rất là già, lên dầu bóng lừ. Hàng là vào sát. Là bên em sau khi hoàn thiện là cho thợ quật sát vào sát. Cho bây giờ đã dầu đang lên bóng lừ. Đằng sau đây. Để đằng sau. Anh em sẽ nhìn thấy toàn bộ cái đằng sau này là toàn bộ nó chun hết. Chun hết nhá mọi người, bởi đây là một cái mặt gốc. Một cái mặt gốc, nó đằng sau toàn bộ nó chun. Tiếc là cái chun này nó ăn ở mặt sau chứ nó không ăn ở mặt trước. Anh em nhìn này, nếu kỹ nhìn kim rồi đấy ạ, toàn những cái vạch chun lên rất là nhiều luôn, chun và sần toàn bộ cái phía này là chun hết, nhưng mà nó ăn ở cái phía sau, và đây là cái mặt cắt của cái gốc, mặt cắt của cái gốc đấy, và gỗ đặc bên dưới đặc xịt thơm lắm, vừa thơm đúng không? Giao đi mọi người giá cứ thẩm tí thôi, em mình xin để cho mọi người bức này với giá là chỉ có 3.790k không ship mọi người nhé, giá hợp lý thôi, giá sản xuất đây anh em ạ, bức này to nhá, to không nhỏ nhá, chiều dài thôi, rộng lên gần 70 phân rồi, và gỗ đặc xịt luôn, và cam kết là luột 100% luôn, cho anh em thích hàng luột đẹp, ok ạ, xin phép bê xuống, đục 3 chẻ nhá, bức này rất là cân đối, để cái cân luôn. Còn này là một con trâu, anh em bán kỷ niệm cho bác nhanh tay nhá, kỷ niệm cho một anh em nhanh tay thôi, vân khủng khiếp luôn mọi người, khủng khiếp luôn. Con này thì nó rất là to, chia sẻ anh em là cực kỳ to, nhưng mà được cái vân của nó xuất sắc, vân xuất sắc luôn nhá, vân loang, đây là hương ta Gia Lai, nhưng cục này là cục loang sụn, loang sụn 100%, anh em nhìn này. Kinh khủng luôn, to lắm, để em đo sơ qua cái trước này. Bán kỷ niệm cho các bác cho những hết hàng nhá, hàng mới luôn. Cái này chiều dài 60 anh em ạ, từ đây này giá đây là 60 này, kinh khủng chưa, chiều dài này dày là 33, đủ dày của 3, và chiều cao thôi mà, chiều cao 25, chiều cao 25. Cái này để ở cái đầu bàn, các bác nào tuổi xỉu ấy, mong mọi người để ở đầu bàn là đúng chuẩn luôn và hết nước chấm luôn anh em ạ, hết nước chấm luôn nhá. Em sẽ quay từ đằng sau trước để mọi người nhìn chất vân. Ở đây nó có hai cái mạch vân đen. Đây là có tự nhiên ở gỗ nhá, em không chỉnh sửa. Bởi vì chỉnh sửa cũng được thôi, chấm tí đỏ đây là được thì các bác sẽ không phát hiện ra được. Nhưng em không muốn, bởi vì cái này là cái vân tự nhiên của nó, chứ mình cũng không phải là nỗi vết hay là sâu thối gì mà mình phải chỉnh cả. Sợ nhất là chỉnh vào rồi anh em mới phát hiện ra, anh em bảo hay chỗ này nó bị thủng, bị sâu hay là bị thối mà nó phải chỉnh vào. Để anh em nào sành thì sẽ nhìn thấy phát hiện ra ngay. Nên em để nguyên nhé, với cái vân tự nhiên nó kệ lắm. Đó. Anh em nhìn này, chất gỗ này. Đây là một trong những cái chất mà có thể nói là đẹp nhất của gỗ hương nhá. Cái đầu sừng mọi người nhìn này. Đẹp chưa? Em bán kỷ niệm cho mọi người nhé. Anh em nhìn, bẹ gỗ rất to. Riêng cái phần gỗ để cắt hạ được một con trâu như này thì mọi người hình dung là nó cũng khủng khiếp đây. Phê chưa các bạn? Dùng, ôi vân này. Này. Anh em nhìn này,
thấy chưa, anh em thấy gương chưa, gương của mình đấy anh em ạ, nó đẹp như thế gương mà. Đây là những cục gương có thể nói là đỉnh của đỉnh luôn. Nó như là những cái mình cũng không biết phải tả về cái chất gỗ nó như thế nào cả. Thực sự là như những cái nét vẽ của tự nhiên nó vẽ vào. Nó sẽ không có một cái đường vân, anh em nhìn này. Nó không có một cái mạch vân hay mạch gỗ là cố định, mà nó sẽ loằng ngoằng. Cái lọ nó xô ở cái kia chỗ xoắn, chỗ quằn quại rồi thì linh tinh hết cả. Thì những cái vân như thế này ấy, thì đồng nghĩa việc là gỗ sẽ không bao giờ bị nứt, bởi vì nó sẽ không bị vào cái mạch thẳng như này. Nó đang chỗ này một cái mạch, chỗ này nó một mạch, thấy mọi người này. Đây là một kiểu khác này. Xuống đây nó lại một kiểu khác này. Ra đây nó một kiểu khác, mỗi chỗ nó đây. Này. Đó thì nó sẽ không bao giờ bị nứt các bác nhé, không bao giờ bị nứt mọi người ạ. Vì gỗ này nó là gần như đỉnh cao của gỗ hương rồi. Một em duy nhất bảo này rất là to, chiều dài lên 60 vân. Chứ không phải là bé. Mà hoàn toàn hàng này thì là hàng số 1 rồi. Và cũng không có lỗi vết nha anh em nhé. Không có lỗi vết, không va víu gì. Mà hôm nay em để cho mọi người, mọi anh em ở những tay duy nhất nhé. Anh em có tính của em, tính gỗ của gỗ là chắc chắn là sẽ phải tầm nẻ nhất đấy ạ. Cũng phải chịu 6, chịu rưỡi, chịu 6 tiền gỗ. Vì nó phải là to lắm thì mình mới hạ và cắt được một cái như này. Vì nó liền mà. Mình không có chắc bất cứ cái gì. Không có chắc bất cứ cái gì mà mình cũng không có va víu bất cứ cái gì. Nên cục gỗ to là cắt hạ xuống để lấy cái vân đẹp, đẹp nhất cho mọi người để mọi người yên tâm. Đó. 2680 cho anh em bằng nhanh tay ngày hôm nay. Đó, em chỉ lấy hơn 1 triệu tiền công thôi. Cả công thợ công của em, cả sơn si luôn. Riêng tiền sơn con trâu này chia sẻ mọi người mất hơn 100.000, tầm 150.000. Anh em thấy uy tín chưa? Ok nhá, quá xuất sắc. Mọi người nhanh tay chơi đi. Hàng này thì thật sự các bạn là cũng có đâu, thi thoảng mới gặp thôi. Nó to lắm, to lắm anh em, nó khổ luôn, đi đá luôn. Chung là xuất sắc luôn đấy, xuất sắc luôn đấy mọi người. Rồi tiếp theo. Đây cho anh em một chú dòng nè, đây cũng là đục liền đấy nha mọi người nhé. Đây dòng em làm một lô 11 con cơ mà em mới bán 2 con thôi. Đây là cả một cái rễ rắc rễ chắc ta của mình, dài chưa, dài rất là dài nha, nói kỷ niệm cho mọi người. Đây này, mọi người chưa, đục liền nguyên khối luôn. Cái này anh em nào có cái vị trí bàn bắt đầu tuổi rồng ấy thì mọi người mua nhé, bài này đẹp lắm, này to lắm. Gỗ này 120 cân thì riêng cái cục phôi này nó đã rơi vào tầm khoảng, chẳng phải tầm khoảng 800-900 nghìn phôi. Em sẽ đo kích thước của dòng thôi, còn cái kỷ bên dưới em không đo nhé. Cái này dài là 48, cao 16 và độ dày là 9 phân. Chiều dài là 48, cao 16 và dài 9 phân, đục rất là kỹ. Và gỗ chắc chắn là liền nguyên khối 100%, có chắc những cái dâu ở đây. Cái dâu ở đâu mọi người ạ? Chắc những cái dâu mọi người. Để cho anh em cái giá rất hợp lý thôi. Bán một kỷ niệm mọi người nhá. Đây để lâu nó bụi đây mọi người. Để lâu nó bụi. Bụi nhé. Đẹp chưa? Đục kỹ càng, sạch đẹp. 1790. 1790 ông ship nhá, hàng cam kết liền khối chắc đen, chắc Việt, chắc đen của mình. 1790 mọi người nhá. 1790 mọi người nhá. Ok chưa? Tuyệt vời luôn. Em sẽ lên giới thiệu cho mọi người một chiếc khay trà. Đỉnh cao luôn anh em nhé, tuyệt vời luôn. Anh em là chưa khai trả thì bê chiếc này xuất sắc, dùng một từ xuất sắc tỏ lắm mọi người ạ. Trước tiên chúng ta sẽ nhắm cái phần bệ, cái phần đế đặc xịt trăm trăm anh em thấy chưa. Cái này là cái chỗ này là mộc này, mộc này
có cái chỗ này là sơn nót rồi này, cái chỗ này sơn nót rồi này thì nó sẽ ra cái màu này này, chỗ này sơn nót rồi này, còn cái chỗ này là mộc nguyên này, có nghĩa là thợ sơn nót không kiểu sơn kiểu gì mà thiếu cái chỗ sót cái chỗ này thì nó cái màu này mọi người nhá. Đấy, chứ anh em yên tâm, gỗ không hoàn toàn bị gì, các bác nào làm về gỗ rồi thì mọi người sẽ hiểu đây là sơn nót này. Đây lót, nhưng mà đèn lót cho này đây này, nhìn anh em lót chạy chưa, chỗ này là thiếu lót này, sót lót này. Đấy, còn những chỗ này lót rồi, hai mặt đẹp như nhau nhá. Khay là khay to lắm đấy các bạn ạ, mà nó đẹp lắm, thực tế nhìn cái khay này bên ngoài nhìn rất là phê luôn, xuất sắc luôn, xuất sắc luôn mọi người nhé, đẹp chưa? Đây tất cả đều là hương ta Gia Lai của mình. Đây là cái mắt, đây là chút mắt ở đoạn này, nhưng mà cái mắt thì đồng nghĩa việc bao giờ nó cũng rất là nhiều chớp, bốn xung quanh nó rất là nhiều chớp, không hề lỗi vết nhé. Đây là toàn bộ là tự nhiên của gỗ hết. Đây, chiếc này thì thật sự mọi người phải bán 2,5 triệu. Đây là có những cái chun này, đây là những cái chơi chun, chun gỗ nó hàng gốc thì nó sẽ có những cái chun như này anh em ạ, phải bán 2,5 triệu bởi vì thực sự là nó rất là to, to lắm mà nó đẹp, nhưng mà giá mình để cho mọi người mềm lắm anh em, mình tay chốt nha anh em nhá, nhìn tay chốt nhá, nhìn tay mà chốt nha mọi người nhá. Đây là cái vân này không hề có một tí vết nào luôn anh em, không hề có một tí vết nào luôn. Đây là hương ta Gia Lai xịn sò của mình này, cái màu nhìn đã thấy yêu rồi đúng không, cái màu nhìn đã thấy yêu rồi, chứ đừng nói cái khác. Bây giờ sẽ có kích thước nhá, cái này chiều rộng là 72 này, một chiều 72 này, chiều là 39 này, chiều dày 5 phân 72, 39 và dày 5 phân. Cực kỳ vuông vắn, đều đặn và không bị khuyết. Tóm lại một khay cực kỳ đẹp và chất lượng. Giá hôm nay cho mọi người, anh em tính hộ em, riêng tiền gỗ một cái khay này chắc chắn phải là 1 triệu. Đúng không ạ? Vì nó to hàm, to là xong hạ luôn. Công nữa, công thợ nữa, anh em mình chỉ để cho mọi người giá là 1,790 không ship. Một chiếc duy nhất các bác, xuất sắc ạ, xuất sắc anh em này. Này, anh em nhìn đã thấy đẹp chưa, đỉnh cao luôn đấy mọi người, nhìn cái màu thấy phê, phê lắm luôn, phê lắm luôn mọi người. Có một cái sản phẩm, một cái tác phẩm heo này em định không giới thiệu mọi người, nhưng mà thôi em chia sẻ cho mọi người để mọi người cùng ngắm và anh em cùng ngắm cùng chiêm nghiệm. Đỉnh cao luôn anh em. Trước tiên chúng ta sẽ ngắm cái phần tê trước. Ủa ôi nặng lắm. Anh em nhìn được cái đế của em. Trời ơi, yêu chưa? Ôi trời ơi, nó yêu chưa này. Đây là gỗ gốc mà anh em thấy cái đế nó uy tín chưa? Xuất sắc đúng không mọi người, của được xuất sắc luôn. Gỗ rất là to nhé, mà em cho thợ là bo tròn lại như này để cho nó cực kỳ gọn gàng, và anh em về bày một cái đôn nó sẽ là tuyệt vời luôn, cực kỳ gọn, không quá mất diện tích độ. Bây giờ em sẽ nặng lắm. Ôi xùi ôi, còn đây mời anh em chiêm nghiệm cái chất vân. Đây là một trong những cái chất em lựa hương cho mọi người nhìn chất gỗ. Anh em nào mà đã đến với em Minh ấy, mà nhìn những cái sản phẩm của em nó đẹp như thế này, chất phôi như thế này, cực kỳ đục một chú heo, cực kỳ xinh luôn. Cái này bác làm một tuổi hợi, tuổi heo thì không thể bỏ sót được đâu bạn, không thể bỏ sót được các bạn. Anh em cứ ngắm đi, cái đẹp chưa?
đẹp chưa anh em? Đẹp. Thực ra em làm nghề cũng bao năm rồi, nhưng mà mỗi khi mà mình mua đến cục phôi như này và mình làm nên được cho anh em những cái sản phẩm như này thì mình đều cảm thấy rất là vui, thật sự là vui, rất là vui luôn mọi người. Đơn giản thôi, không cầu kỳ đâu. Em đục mỗi chú heo làm rồi. Nhưng mà em nói mọi người, cái đằng sau nó còn dã man hơn đằng trước. Cái phôi thì đi kinh điển luôn. Kinh điển luôn mọi người nhé. Kinh điển luôn. Kinh điển luôn. Chỗ này nó bị sứt tí đây. Mai em sẽ phải cho sửa lại như này. Đấy. Ui giời, anh em bày ra cái mặt này ra. Ui giời ơi, đẹp. Và cái đế nó có cái đế quá là uy tín mọi người, đế gốc quá uy tín luôn. Nặng lắm như thế này mọi người hình dung là biết là nó sẽ nặng như nào rồi đấy. Đặt cực kỳ nặng luôn. Cái này chiều rộng tổng thể 42. Dày nó rất là dày. Chiều dày lên đến 35 phân. Cái chiều rộng 42 và chiều dày 35 phân. Kích thước nghe thì có vẻ cũng không to lắm, nhưng mà thực tế thì nhìn heo rất là to. Bởi vì là nó cái kích thước gần như nó ôm trọn người con heo luôn. Chiều cao, cao 31, rộng 42, sâu 35 và cao 31. Một trị giá duy nhất cho anh em nào hôm nay phải thật là nhanh tay và yêu thì chốt ngay mọi người nhá. Chốt ngay mọi người nhá. 2999 không ship cho anh em, một anh em vào nhanh tay. Còn đợi chờ gì nữa các bác? Các bác còn đợi cái gì, chờ cái gì nữa? Không còn từ cái gì nữa rồi. Quá tạm cấp. Ok, em xin phép bê xuống mọi người nhá. Giá cũng hợp lý đấy mọi người, bởi các bác hình dung bên này. Cái cục phôi mà để khoanh được một cái con heo như này, bây giờ sau khi hoàn thiện rồi, bước này bây giờ vẫn được cái lặng tầm 25-26 cân. Thì cái cục phôi này chia sẻ với anh em mà để mà khoanh làm được con heo này, chắc chắn nó sẽ không bao giờ dưới tầm khoảng 55-60 cân đâu. Đảm bảo mọi người luôn. Mà nhân với giá đầu xe là 35, thì anh em cứ hình dung hộ em xem là bao nhiêu. Đấy, tầm 60 cân. 60 cân nhân 35 bây giờ là 8-9 nghìn gỗ rồi. Đấy, vì nó đặc mà. Khoanh tròn đi chứ. Đi là khoanh tròn đi mà nó đặc xịt thế này. Đấy, trên được hạ hết bao nhiêu gỗ nữa. Bán rất hợp lý cho mọi người thôi, chứ không phải là đưa đến cái giá trên trời đâu. Này anh em nhìn này. Nặng lắm. Nặng lắm mọi người. Thật sự luôn. Thì em đưa cho mọi người một cái tác phẩm đạt ma rất là đẹp. Này xuất sắc luôn mọi người nhé. Xuất sắc luôn. Đây một chút, bức này rất là nặng. Bức này bây giờ còn nặng tầm khoảng 80 cân. Một cú đạt ma sau khi đục rồi mà còn nặng tầm 80 cân thì các bạn biết là nó khủng khiếp như nào. Mà hàng đục kỹ chứ không phải hàng đục vớ vẩn nhá, hàng đục kỹ. Đây một chút. Vậy phải 2 lần B mới được. Không biết đâu, 2 lần nó có B rồi. Đây để em nhờ ông em để ông ngồi bê hộ, chứ còn một mình thì chịu chết. Giờ lúc này còn là còn 80 cân như vậy. Mà lắm. Cố hương cái hàng gốc của mình nó lại. Xuất sắc luôn. Là làm được những bức đẹp phải này nó rất là quá tôi là chủ hộ hộ một tay cái gì vậy đây là cái gì luôn
Anh em là thích một cái bức đặt ma có cái dáng hoành tráng, gọi là cái dáng cực kỳ hoành tráng. Mọi người ngắm cái bức này của em, bức này em cho đục thợ đục rất kỹ. Sorry mọi người, nó đang bị hơi bị nghiêng do cái bàn xoay nó nặng quá, cái bàn xoay nó bị xô, anh em nhìn nó bị xô bàn xoay và cái đế này nó không vừa với cái bàn, đâm ra nó bị nghiêng bên này. Chứ còn tượng nó rất là cân mọi người nhé. Đây em phải quay rất là xa để cho mọi người ngắm. Anh em thấy cái dáng của cho ngắm cái tổng thể đã, một cái dáng cực kỳ oai phong lẫm liệt. Một chân cũng ra này, một kiểu dáng đúng như kiểu như này mọi người. Như này mà chân coi như này rất là oai. Một chân đây này và một chân dài tận ra ngoài này. Và anh em sẽ thấy là cái bức này em cho đục cái kiểu cái quần của cụ đều có nút thắt lên cái vải này. Nó đều xòe ra. Đây là cái mẫu mới, đục theo cái mẫu mới mọi người nhá. Mẫu mới, cái mẫu này thị trường chưa ai đục đâu. Đây là lần đầu tiên đục cái mẫu này mọi người ạ. Và làm để xoay cái này nó sẽ cực kỳ mất công. Đó, mọi người thấy đầu tiên là cái dáng cực kỳ là oai phong. Đấy, vì nó có cái độ trường đồ, cái chiều ngang của đồ nó rộng. Và con đồ nó to, nó có độ trường. Nhìn rất là cực kỳ đẹp luôn. Phải công nhận là thợ đục bức này là mình cảm thấy là trông hoành tráng. Bây giờ em sẽ đo kích thước, không kỳ nhá. Bỏ kỳ đi, đo không kỳ. Cao là 1m03, không kỳ. Chiều rộng, rộng là 52. Và chiều dày cái gỗ này, cái chiều dày của bức này thì nó rơi vào tầm khoảng 35-37 phân. Rồi mình lấy 35 đi, lấy 35 đi. Anh em thấy là một cái tay là đang khoác gậy là để tay đây, tay cầm bát. Trên này là lón này, gậy này, cuốn thư này. Táo nó sẽ có 3 tầng, trên này là 1 tầng táo này. Đấy, dưới này một tầng này, đây một tầng này, và một cái tầng này chính là cái nút thắt của cái ống quần. Có nghĩa là cái quần của mình xong người ta lấy cái, các cụ ngày xưa lấy cái dây thắt vào để cho nó chặt. Đấy, thì cái, những cái phần noe dưới quần nó sẽ noe ra đây, nghe nó bay ra nhìn rất đẹp. Bên dưới là có củ sâm này, đất đá này, và đây là có cái cục đá này là em chắc vào. Đây đá chắc mọi người nhận, đây nó thật luôn là đá chắc chứ không phải đá điền của nó, đây đá chắc vào. Bởi vì đây là một cái rễ này, đây là một cái rễ này và nó có một cái khuyết ở giữa này, thì em chắc một viên đá vào để cho nhìn nó đỡ bị hỏng ở đoạn này. Bởi vì đây là nguyên một cái gốc hương, bên trên này thì đặc hết, chỉ bị hốc đúng cái chỗ này chắc nguyên cái hốc vào đúng cái kỹ. Và với những cục hương như này thì cái chất vân của nó rất là đẹp. Nó là một trong những cái chất vân đẹp nhất anh em nhá. Và gỗ này thì nó sẽ cực kỳ dài, bước này rất là to, cực kỳ to luôn. Để em sẽ quay một chút cái đằng sau, làm xoay ra từng xô, quay đằng sau hơi sợ chút. Đây, anh em ngắm sơ qua phần đằng sau nhé mọi người nhé. Đây mọi người ngắm sơ qua phần đằng sau. Đấy thì mọi người sẽ nhìn thấy đằng sau nó là nguyên một cái gốc. Đây vẫn còn một chút da lũa đây, mình có để lại chút da lũa này. Đấy, để những chút da gỗ này, còn những cái phần này đều cào hết ra rồi. Cào hết ra rồi mọi người sẽ thấy cái vân rất là đẹp, vân rất là đẹp luôn. Đục là chúng ta sẽ thấy đục tứ diện, cả mặt đằng trước và mặt đằng sau đều đục hết, đục cả mặt vì hàng này thợ làm rất là lâu. Đấy, nhìn chưa, rất là phê đúng không? Đấy, một cái da gỗ này. Đấy, da gỗ này, đây là có một cái hốc này. Đấy, hốc. Đấy, cái này em không vá đâu, để nguyên, bởi vì đây là nguyên tinh gốc của nó. Chơi gỗ mọi người chơi những cái hàng này thì rất là uy tín. Đấy, em quay trước kỹ cái mặt trước của mọi người, mặt sau này nó đẹp nên nó quá ok rồi. Những cái bức mà đục được như này và với kích thước to như này thì cái giá thành nó sẽ rất cao, đâu đó tầm khoảng trên 10 triệu một chút. Mà em mình làm ra và bán mọi người cái giá rất là êm, đảm bảo các bác luôn là giá bao giờ cũng rẻ nhất thị trường luôn.
cho anh em chơi. Ui, đợi em tí đi. Quá mọi người. Chết rồi, đi cái bê xuống nó sổ chết. Anh em nhìn. Đẹp lắm. Không biết các bác nhìn trên cái điện thoại có thấy cái độ hoành tráng và độ oai phong lẫm liệt của cụ không? Nhưng mà em khẳng định mọi người luôn, đây là một trong những cái mẫu đục với cái dáng thế này, là cái dáng này không phải là dáng đứng, không hoàn toàn không phải dáng đứng, mà cũng không phải dáng bay, mà chúng ta đang cảm thấy nó như là một cái dáng như kiểu lửa múa võ, múa quyền ấy, và nửa đứng. Đứng thì sẽ phải đứng thế này, đứng thẳng này, nhưng cụ này kiểu là không phải, cũng không phải đứng hẳn đấy, mà một chân này choãi như này, một chân này như kiểu là chuẩn bị đánh võ đấy mọi người, kiểu dạng như thế đấy, mà cái nữ oai. Cái mẫu này nó là mẫu khá là khó làm, vì cái gỗ mình nó phải có cái bề ngang to thì mới làm được cái mẫu này. Chứ thường thường như cái mẫu như này là đứng như này là cái ngang nó nhỏ, như kia ngang nhỏ thì mình chắc không thể làm mẫu này được. Đây ngang mọi người, đây ngang rất là to đúng không? Đấy, rất là đẹp luôn. Ta sẽ đi từ cái phần dưới trên này mọi người, thì đây là cái gốc, hàng gốc, và tất cả những cái này là cái màu sắc cũ tự nhiên hết, nó rất là già. Đây củ sâm là đục cũng rất là đẹp mọi người nhá. Đấy, với cái sâm mình làm cũng rất kỹ càng và đẹp. Trên này mọi người thấy là cái phần đây, vì em nói đây là nó cái mẫu đục phần váy này em. Mình nhìn đây là cái quần của cụ á, đây là quần của cụ này, đây là thắt vào, thắt vào cái ống quần nó xòe ra, xòe ra để riêng những cái phần này làm nó cũng khá là lòng ngoằng và lâu công đấy. Mọi người nhìn đây lấm, đây sẽ cái chất gỗ này, anh em nhìn là ba tầng thế này đấy, và làm nó rất là sâu nét mọi người. Đây anh em phải thấy là cho hẳn hai ngón tay vào bên trong được, đây những cái chỗ này cho hẳn bàn tay vào được luôn, là có nghĩa là mình làm rất là sâu nét chứ mình không làm lông nét nhé. Đấy, nên là nhiều khi đây mọi người thấy hạ rất là sâu rồi, em cho hai ngón tay vào được này. Cái gỗ nó dày cái này, xong mình hạ hẳn sâu bên trong này, cực sâu luôn, để nó ra cái độ kênh bong 3D. Đây này, để móc nó ra đây, những cái dáng khác này đây, mỏng mảnh mỏng lắm mọi người, mỏng mảnh lắm. Đây đây này, chất khô gì anh em đây. Đây phần ngón tay nhé, chất phôi thì những bước này, chất phôi này nó là những cái chất phôi đẹp và cực kỳ đẳng cấp đấy. Đây là mình đeo quần này, đấy nghe ra nhá. Đây là một trong những cái mẫu mới nhất thị trường là mẫu này nhá. Trông cái này thôi anh em mình dùng, là cái phôi bản thân, cái phôi là phải to, sau đó còn làm mà rạch mau móc như này rất là lòng ngoằng. Chất phôi gì đây là những cái chất phôi VIP mọi người ạ, chất phôi VIP rồi, già rồi, cũ rồi, và cái mẫu đục cực kỳ mất công, cực kỳ là mất nhiều công, ngồi duỗi cái máy duỗi nhỏ nhỏ này, duỗi nó cực kỳ mất nhiều công. Anh em mình dùng chưa, chất phôi đanh đình đành luôn, quá tuyệt vời. Thì một cái bức như này thì thực sự mọi người là gỗ nó rất là nhiều, và thứ hai là phần làm cũng khá là cầu kỳ. Những cái bức này thì người ta ở trên thị trường người ta vẫn cứ có thể nói là cái những bức gọi là top 1, hoặc là có thể nói là nghệ nhân. Nếu mà đục này thì gần như là nghệ nhân rồi. Đấy. Và cái giá thành thì giống như to này trở lên thì rất là nhiều tiền. Nhưng mà em mới chỉ để mọi cái giá anh em nghe phát yêu luôn, khẳng định mọi người luôn. Các bác nghe cái giá em mình là mọi người cảm hợp lý. Em để mọi người số rất là đẹp luôn. 8 đồng 6 8 triệu 6 mọi người nhé, 8 triệu 6 không ship. Anh em cân đối, em đảm bảo các bác luôn là sẽ tuyệt vời luôn mọi người nhé, tuyệt vời và rất là đẹp, tuyệt vời luôn đấy. Thực ra mọi người công đục rất là lâu, 8 triệu 6 thì mọi người tính của em này, riêng cái cục gỗ này nó đã mất rơi đâu đó, rơi vào tầm cả gỗ cả cái kỷ bên dưới này thì nó cũng đã rơi vào tầm khoảng 3 triệu, tầm khoảng 3 triệu 8 với gần 4 triệu tiền gỗ rồi. Bởi vì sau khi hoàn thiện rồi, cục phôi đầu tiên nó phải hơn một tạ, tạ 2, tạ 3 gỗ thì mới cắt đi làm được như thế này. Đấy, thì nó đã khá mất tầm khoảng 3 triệu 6, 3 triệu 7 rồi cả kỳ nữa, thì nó xít suốt gần 4 triệu rồi. Thì chỉ còn có 4 triệu 6, đó là công thợ và công của em Minh, sơn si công thợ và công của em Minh. Tiền sơn bước này đã mất tầm khoảng 300 rồi.
đó, 300 tiền sơn mọi người nhé. Đấy là tính ra tất cả mọi người cứ tính hộ em từng tí một như thế thì suy ra cho mọi người cái công của bức này nó chỉ có tầm hơn 4 triệu thôi, cả công thợ và công của em Minh. Đây là cái thằng cu em nó vẫn còn đang lấy cái giá cực kỳ hợp lý cho mọi người chơi, và em nó vẫn đang lấy giá công rất hợp lý, và em Minh vẫn về bán lên cho mọi người với những cái giá nó cực kỳ hợp lý như này. Còn nếu mà nó lấy cao tầm khoảng 7-8 triệu tiền công thì những bức này nó cũng đúng với cái giá trị của nó, thì em Minh về sẽ không thể bán được cho mọi người cái giá hơn 8 triệu đâu, nó phải lên đến 12-13 triệu. Đây là thật đấy, ok cho mọi người, nó rất đẹp nhá, có một bức duy nhất thôi. Cảm ơn các tình yêu rất là nhiều. Mọi người hôm nay xem clip thấy ưng món gì thì liên hệ với em mọi người. À, em vẫn còn một cái món này chia sẻ mọi người, đây là cái món mới, món mới không biết là trên thị trường của mình bán nhà, đây là một cái món mới, đây là một cái mẫu hộp chè, hộp trà, và chế tác đây em quay lại gần đây, chế tác cho mọi người là trên chất liệu là gỗ bách, và đây là cái mẫu đục 4 mùa bách sành tục trúc cúc mai ấy, mọi người, đục 4 mùa. Cái này là cái mắt gỗ này, vì hàng này là tất cả là hàng gốc rễ, nó sẽ có cái mắt đấy, hoàn toàn là gỗ không có vết, đây là lựa gỗ không có vết cho mọi người nhé, đế đặc xịt này đấy, rất sạch đẹp và luột. Cái này là mẫu mới có lắp đồng, cái mẫu nó bắt đầu làm từ năm ngoái, rất là kín luôn. Cái này thì mọi người cho chè vào thì cũng ok được và sử dụng được đây, đây, rất là sạch đẹp và sang trọng. Cái lắp này nó kín lắm mọi người nhé, đây này, mọi người cho vào tặng người biết cực kỳ kín luôn. Khi mọi người cho này vào này, nếu anh em ấn mạnh cái này thì mọi người sẽ thấy là nó có cái độ lẩy lên, bởi vì trong này nó là một cái môi trường kín đấy, thì khi đẩy vào thì cái không khí bên trong nó sẽ dội ngược ra, cái nắp nó sẽ bị kênh lên. Còn khi mọi người đẩy vào rồi, khi em nhấc lên thì nó sẽ có độ mút mọi người nhé, độ mút đấy, anh em mà nghe mình, mọi người nghe tiếng mút chưa, nó rất là kín đây. Đấy, nó rất là kín mọi người nhé. Cái này thì em sẽ để cho mọi người giá là 400k nha anh em nhé. Thì ra em bán một cái này em chỉ được mấy chục nghìn thôi, em chia sẻ mọi người chỉ được mấy chục nghìn thôi, không được nhiều đâu. Thì anh em đừng mặc cả nhá, nó chỉ được tầm khoảng 30-40 nghìn thôi, 30-40 nghìn một cái thôi, không được nhiều đâu. Cái này bán thêm thắt cho mọi người về mọi người chơi đi. Làm ra tầm khoảng 350-360 bán cho anh em chỉ được tầm khoảng 40, trừ đóng bọc đi tầm được khoảng 40 nghìn một cái. Những cái hàng này nó là hàng phổ thông rồi, không thể bán cao được. Còn chia sẻ với mọi người một chút về cái vòng bách. Đây, vòng bách thì em sẽ bán đồng giá mọi người nhé, em sẽ bán đồng giá cho anh em, bán đồng giá, em không bán lẻ, nói nhanh em bán đồng giá. Đây, còn về cái mùi thơm ấy thì anh em cứ yên tâm về chất lượng của mùi thơm ấy, thì đây mọi người thì em lựa gỗ đây, nó toàn là bách VIP thôi, màu là gần như là tím, đây là toàn bách tím, bách đen hết. Đấy, mọi người nhìn cho toàn bách tím, bách đen. Còn bách nó sẽ có rất là nhiều loại anh em nhé, anh em mua rẻ thì nó sẽ có bách nó như cái màu hộp chè này, đây, đây không là bách. Nhưng mà mọi người thấy hai cái màu hoàn toàn khác nhau đúng không? Đây là cái bách đúng không? Và cái bách này hai cái màu nó khác nhau này, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, vì đây là cái loại này là loại chọn, loại chọn mọi người nhé, loại chọn. Cái này em sẽ bán đồng giá cho mọi người, mua bán được kỷ niệm anh em. Em biết là bọn em nói bao nhiêu nhưng mà em bán được bao giờ rẻ hơn vợ em? Nhiều anh em mà, này vợ hay bị vợ mắng với cái tội đấy. Đây thì em sẽ bán đồng giá, nó sẽ có rất là nhiều size. Thì như em cũng không biết cái size này, size 18 này, size 18 này. Từ cái này thì như bé nhất là 12, không có 10 đâu. Nhất là 12 thôi đấy. 12 đến 18. Thì thôi không bán đồng giá của nó đâu, vì 12, 18 nó chênh nhau nhiều lắm. Cái 18 mình sẽ bán giá khác nhá. Cái 18 bán giá khác, riêng cái 18 mình bán giá khác. Còn từ 12, 14, 16. 12, 14, 16 em sẽ bán đồng một giá một loại thôi. 12, 14, 16 thì em sẽ lấy mọi người xem nào. 79k một cái. 12, 14, 16 là 79k một cái. Còn cái 18 này thì lấy 100k. 18 lấy 100k. Đấy. Đó là một kỷ niệm mọi người, cái này bán cho vui thôi nhá. Bán cho vui thôi anh em, mỗi cái vòng chỉ được tầm chắc được 20. Được 20 nghìn một cái vòng thôi. Nhưng bán cho anh em vui thôi. Đây. Đây là em đều hàng thừa của em ấy. 79k là từ
12 đến 16, còn 18 là bán 100. Ok chưa? Đây là vừa bán vừa kỷ niệm anh em. Từ 12 đến 16 là 79k một chiếc, còn 18 là 100k. Ok. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Hẹn mọi người vào ngày mai đi, ngày mai có rất là nhiều hàng mới. Nó phải tạm thời đi đã. Con trâu thì còn rất là nhiều, anh em có mấy con trâu này. Đây em sẽ quay lướt qua bán kỷ niệm mọi người cho hết trâu nhá. Cái này tôi xin phép không đo kích thước đâu, nhưng mà xin đưa cho anh em cái giá sẽ tuyệt vời. Một cái sản phẩm đầu tiên đây là một chú trâu gỗ chắc đặc xịt. Và xin giới thiệu với anh em, đây là cả thằng trẻ con ngồi cưỡi đang thổi sáo này, cũng là niền nguyên khối, niền nguyên khối nhá, to và màu rất đẹp luôn. Nó không phải đỏ mà cũng không phải đen, nó cái màu kiểu là không biết gọi là màu gì, nhưng tóm lại là đẹp. Mình cứ gọi chắc đỏ đi, niền khối nhá, không có chắc là trẻ con đâu. Trâu này thì giao lưu mọi người là cực kỳ đẹp này. Cái này anh em để bàn là rất là phê luôn, chuẩn niền khối 100%. Em làm ra nó tầm 1,2 triệu rồi. Làm 1,2 triệu bán mọi người 1,350 nhá. 1,350 nha mọi người nhá. 1,350 này. Hàng đẹp lắm, anh em bày bàn là rất là xinh luôn. 1,350. Đây này. Đây là châu chắc. Châu chắc nha. Châu cẩm, đây có châu cẩm mà lọ tăm này. Châu cẩm lọ tăm này. Đây. Này không đo kích thước đâu, áng áng được các cụ nhá. Anh em thì nếu mà anh em mà có tính thì chắc là hẹn clip đo kỹ cái này đo áng áng đâu. 20 cái này gọi 40 đi. 40 không gọi 35 đi. Cái chiều cao tầm 16 này. Và chiều dày nó rơi tầm 18. Đế đặc xịt nhá. Đấy. Vừa bán được kỷ niệm anh em. Vân VIP nhá. 1,2 triệu, 1,2 triệu nhé, 1,2 triệu vừa bán được kỷ niệm. Rồi đấy, kỷ niệm anh em hai con này, còn hai con trâu thì để lại hết trâu là con này đẹp, nó từ từ ạ. Anh em nó thích các bạn lô nhá, con này đẹp này anh em chê chịu. Ok chưa? Đấy, ở đây cũng có chắc VIP này. Đây bán kỷ niệm anh em con này nhá, đây là bán vừa tặng anh em con này đi. Đây, bán cho hết nhá, con này thì anh em chê thì chịu đây. Đây. Kỹ như thế này, gỗ chắc mà đặc như thế này, dày như thế này, chắc đen di sần làm kỹ như thế này, cắt cả một cục chắc to để khoanh được mỗi cao này. Rồi bán được kỷ niệm anh em nha, 1,1 triệu đó, không công nhá. Này em không lấy lãi đâu, thì anh em cũng bán 1,379 đâu, này bán 1,1 triệu, cái này thì không có lãi, bán hết thôi. Anh em mua đi, em đảm bảo mọi người không đâu làm con cóc mà 1,1 mà cam kết một chất lượng này đâu. Đây chắc ta của mình, chắc đen này mà niền 100%, không có một tí vá víu gì mọi người nhá, không có một tí vá víu hay nào vẽ vân gì cả, dùng màu mét gì cả, cam kết luôn. Ok chưa? Uy tín luôn cho mọi người luôn. 1,1 triệu vừa bán vừa kỷ niệm. Ở đây có một pho chắc này và một pho mun này. Có cái pho này để lại đi, vội từ từ, bình tĩnh anh em ạ, bình tĩnh. Hai pho này lại từ từ ạ. Bây giờ vẫn còn hai pho đặt ma hương, hai cụ này thì khách giả rẻ của anh thôi, mình cũng để đây. Thực sự mọi người là bây giờ làm gỗ nó cao lắm, bây giờ mua những cục gỗ như này, đầu tư những cục gỗ này toàn tầm 2 triệu tiền gỗ rồi, 2 triệu một cục. Bây giờ công cán nữa cũng phải được tầm khoảng 2 triệu, cả gỗ cả công nữa tầm được 4 triệu thì mới có công đúng không mọi người. Có được 200 nhưng còn rẻ quá thì thật sự em cũng không làm nổi. Đây là một cặp bình Ngọc Am rất là đẹp. Bình này thì chưa giới thiệu mọi người đâu, để ngày mai em cứ để cái bình. Thực ra cái lục bình thì em không vội, cái để cao tầm 65 này, hàng luột 100%, không có lứt nát, không có vẽ vân mọi người, em luột 100% luôn, cam kết là luột 100% luôn. Vì lọc mãi mới được một cái cặp phôi giống nhau, lọc mãi được một cặp phôi giống nhau, mà cái thân là thân mập mọi người nhìn chưa, rất là mập, cao có hơn 60, khoảng 63, 65 gì đó. Nhưng anh em sẽ thấy là cái thân nó cực kỳ mập luôn, nó không bị gầy thân, lọc mãi mới có. Mọi người ạ, nó có nhiều, nó có một cặp thôi. Đấy, thì anh em nói thích thì ngày mai liên hệ nhá. Có một cặp thôi.
thì mai liên hệ em sẽ chụp kỹ cho. Nhưng mà về cam kết là mọi người là cái cặp này là VIP luôn đấy, hoàn toàn là không có sử dụng bất cứ một tí màu mè hay là vá víu hay là vẽ vân biết gì cả, về gỗ luôn 100% luôn mà thân mộc đấy. Ok, cái clip này sẽ dừng đây, là cảm ơn các tình yêu rất nhiều. Mọi người xem có clip thấy hay nhớ dành em mình xíu like. Ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh của em nhá.